Này, ngồi xe ra nào, tớ cũng muốn xem. Không, chúng là của tớ. Eo ơi, cậu keo kiệt quá đấy Lily. Hết rồi ư? Đừng có đụng vào đồ của tớ khi tớ đi đấy. An toàn chứ nhỉ? Lily nói không được đụng vào đồ ăn và cậu ấy không nói gì về đồ chơi cả phải không? Việc này sẽ dạy cho cậu ấy biết chia sẻ với bạn bè. Nhanh lên, cuối sắp trở lại rồi. Đến lúc đùa vui một chút rồi. Qua, cậu có thấy nó không? Ôi, mình phải ngừng ăn đường thôi. Ôi trời, lần này mình chắc chắn là đã thấy nó chuyển động. Đủ rồi, tôi sẽ đi khỏi đây. Cảm ơn vì đồ ăn nhé, Lily. Và của bạn đây, hai phần bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên. Vicky đang ở chỗ quái nào nhỉ? Lẽ ra cậu ấy phải đến rồi chứ. Ôi, cậu ơi. Sao cũng được, chà, nếu vài phút nữa mà cô ấy vẫn chưa đến. Nếu bạn muốn bạn mình không đến trễ, thì trò đùa nho nhỏ này sẽ khiến họ chẳng bao giờ cao su nữa đâu. Lấy ống hút từ đồ uống của họ và cắm vào một hộp tương cà. Sau đó, đặt hai thứ này lại vào cốc. Đây là trò lừa cả tháng tư dễ nhất phải không? Bây giờ, tất cả những gì chúng ta phải làm là chờ đợi thời điểm đó đến. Ôi giời, Vicky đây rồi. Giả vờ tự nhiên nào. Này, xin lỗi vì tớ đến trễ, kẹt xe quá. Cảm ơn đã gọi đồ giúp tớ. Chạy vào đây làm tớ nóng hết cả người. Ôi, và thế là xong. Ôi Haley, sao cậu có thể làm thế với tớ? Ông già kia làm đấy. Cái gì? Ôi, tớ sẽ chơi lại cậu Haley. Tìm cách để chọc giận một người cũ thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Không có gì khác ngoài việc cho họ thấy bạn đang rất tuyệt và họ đã bỏ lỡ những gì. Này, mông của bạn trông cực kỳ khỏe mạnh và hấp dẫn. Bạn đã tập luyện như thế nào vậy? Được rồi, trả lại cái chảo đây. Nó không phải là một bài tập luyện, nhưng nó có thể giúp bạn nâng cao mọi thứ. Bạn hiểu ý tôi là gì chứ? Ồ, đừng quên dùng một bộ lọc tốt cho những bức hình. Được rồi, đã đến lúc lấy đống đồ ăn ngon lành này ra. Cái gì vậy? Âu, ai đã làm vậy? Ôi, thôi được, đủ rồi, tớ đầu hàng. An toàn chứ nhỉ? Đến lúc trả đũa rồi. Lấy một chai soda thông thường và tháo nhãn ra. Vòng một sợi dây thun vào chai. Lấy sợi dây thun thứ hai rồi quấn nó lại như thế này. Bây giờ vòng nó lên nắp rồi đẩy xuống gần sợi dây thun thứ nhất. Tiếp tục như thế với toàn bộ số dây thun mà bạn có. Đừng quên dán nhãn vào chai lại nhé. Giờ thì đợi thôi. Amy đâu rồi nhỉ? Soda cam, món khoái khẩu của mình. Uống chút cũng không sao đâu. Wow, cái chai đã sẵn sàng để phát nổ rồi. Ồ, Vicky tội nghiệp, thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Bất kể bạn chơi không ai, trò đùa này chắc chắn luôn hiệu quả. Cần thứ này ư? Cậu nên lau dọn nhanh đi, thứ đó thực sự rất dính đấy. Tập luyện với bạn bè có thể rất vui. Cho đến khi họ bắt đầu thể hiện sự linh hoạt của họ. Nghiêm túc mà nói, sao cô ấy làm được nhỉ? Không công bằng. Thay vì cảm thấy tồi tệ, tại sao không cho cô ấy thấy bạn cũng linh hoạt? Chà, nghĩ xem nào. Xem này, bạn cũng có thể thực hiện động tác soạc này theo cách riêng của bạn. Đó là một sự kéo giãn tuyệt vời phải không? Cô ấy đến kìa.
ấn tượng phải không? Bây giờ hãy nhìn gần hơn nữa. Chân phải trông rất khủng khiếp, giống như một cánh tay với một chiếc giày trên đó. Đó là vì thực sự nó chính là một cánh tay với một chiếc giày trên đó. Hãy cho cô ấy thấy. Ồ, nhìn xem Vicky đang ngủ ngon lành chưa kìa. Thật tiếc là sẽ không được lâu đâu. Hãy thử trò này ở bữa tiệc ngủ sắp tới nào. Nếu bạn của bạn để giày hoặc dép ở cạnh giường thì hãy tìm một ít băng dính hai mặt hoặc đồ vật có tính dính và dán đôi dép lên ngay trên đó. Ồ, hãy cẩn thận nào. Có vẻ như Vicky sẽ bắt đầu buổi sáng bằng cách bước nhầm chân xuống giường rồi. Hãy nhớ rằng, nếu bạn bày trò bên cạnh một người bạn đang ngủ thì phải thật trật tự. Và đừng quên dán cả hai chiếc dép đấy, Haley. Được rồi, không có gì đâu. Chào buổi sáng, Vicky, cậu đã ngủ đủ chưa? Không có thời gian để ngủ nướng nữa, đến lúc phải dậy rồi. Ôi, tớ thấy khát khô cả cổ. Thật may vì tớ đã đặt ly nước này ở đây đêm qua. Đúng là thứ tớ cần. Được rồi, để tớ xỏ dép đã. Ơ, tại sao tớ không đi được? Không, tớ ngã rồi. Khỏi nói là nếu ly nước đó không giúp cậu tỉnh ngủ thì cú ngã đó chắc chắn đã làm được việc này rồi. Haley! Này, muốn làm một chai nước biến mất không? Được rồi, đưa cánh tay của bạn ra và đặt một chai nước trong tay của bạn. Nhấn vào nắp chai 3 lần. Bây giờ nhanh chóng trượt nó trở lại vào cánh tay của bạn, che mặt trên bằng tay kia của bạn. Tốt hơn hết hãy tháo kính ra để xem cho rõ. Xem lại này, chạm. 1, 2, 3, boom! Thấy chưa? Có vẻ như nó đã biến mất. Thôi nào, cho bạn của bạn biết bí mật đi, để cô ấy được yên tâm. Vũ lừa cực mạnh, phải không? Đã bao giờ bạn ước mình có thể chơi khăm bạn thân chưa? Không có vấn đề gì cả, một cái gì đó vô hại đủ để gia vị cho bạn bè thêm vui vẻ. Nếu bạn cũng có suy nghĩ như vậy, thì hẳn là bạn sẽ thích những trò đùa và trò... Có một người bạn sẽ không bao giờ biết đặt điện thoại xuống. Xin chào, tôi đang nói chuyện với bạn đấy. Đây là một cách để loại bỏ chiếc điện thoại chết tiệt đó mãi mãi. Yêu cầu họ đưa điện thoại ra bằng một tay. Tay kia nắm lấy cổ tay này. Rồi từng ngón tay một, nhấc nó lên. Rất tiếc, tạm biệt điện thoại. Một cú lừa phải không nào? Không giống như bạn, tôi có ngón tay trỏ của tay đối diện giữ chiếc điện thoại ở vị trí như vậy. Xem này, xin lỗi ư? Không đâu. Đối với trò chơi khăm này, tất cả những gì bạn cần là một cây bút bi cũ rất bình thường mà thôi, và cả một bộ ria mép nữa. Bây giờ thật lặng lẽ, hãy đi tới chỗ có giấy vệ sinh. Hãy tháo cuốn giấy ra một chút, nhiều nhất là 8 ô giấy nhé. Và bây giờ, vận dụng hết khả năng vẽ vời của bạn để vẽ một con nhện đen ngay trên giấy. Wow, Haley, ai biết là bạn có thể vẽ những sinh vật biết bò đáng sợ kia chứ? Hoàn hảo! Vicky đáng thương, cô ấy không biết mình sắp bị hù ngay trong nhà vệ sinh đâu. Ôi, nhện! Không! Đây là trò chơi khăm hoàn hảo dành cho những người bạn sợ nhện đấy. Ôi trời, tại sao mình phải ném nó xa như thế chứ? Hôm nay là ngày tệ nhất. Ngày cả tháng 4 sẽ không thể nào trọn vẹn với trò chơi khăm bất hủ với rắn đúng không nào? Hãy làm hoảng hồn người thân hoặc bạn cùng phòng của bạn bằng cách thả một trong những cậu bé cao su này vào bồn rửa đầy bát đĩa bẩn. Tuyệt vời, ngon lành, tớ muốn xem một tập nữa của The Office. Cảm ơn Netflix. Đến lượt cậu rửa bát kìa. Ồ, đến lượt Vicky. Rửa bát ư? Đúng là khó chịu đó Vicky. Ồ, hóa ra đống bát đĩa trông một tuần trông như thế đấy. Tớ đoán là không có lúc nào tốt hơn bây giờ đâu nhỉ. Được rồi, xong một chiếc. Ôi, cái gì vậy? Sao một con rắn có thể chui vào đống bát đĩa bẩn vậy? Tớ sẽ không bao giờ rửa bát nữa. Đây là gì? Nghệ thuật vẽ tường hiện đại à? Không hẳn, trò đùa tiếp theo này thực sự xuất sắc đấy. Hãy in một bức tranh lớn về một con bọ như thế này và cắt nó ra. Hãy đảm bảo cắt sát với viền. Chỉ một chút màu trắng thôi cũng sẽ làm trò này bị lộ. À, hoàn hảo. Eo, bạn có nhìn thấy không? Hãy hù dọa bạn bè của bạn sợ đến tận xương tủy bằng cách giấu một trong những con bọ giấy này ngay sau chụp bóng đèn trong phòng họ.
Và đây là nạn nhân, Vicky, trong bộ đồ ngủ. Cô ấy đã sẵn sàng làm một giấc rồi. Này Vicky, ở trong này hơi tối, cậu có thể muốn bật đèn lên đấy. À, rán, chết đi đồ sâu bọ, chết đi. Ôi, nó đã đi chưa? Nếu thứ đó không ra khỏi phòng tớ, tớ sẽ chuyển ra ngoài. Cho dù mình có quét bao nhiêu đi nữa, nơi này cứ ngày càng bẩn hơn. À, sắp xong rồi. Vào thùng rác chơi nhé các cậu. Phew. Ô, chào cậu Lily. Này. Thật hả trời, mình vừa mới quét xong. Cậu sẽ phải trả giá. Bạn sẽ cần một cái thang xếp, một cốc nước và một cây chổi. Hãy trèo lên thang và cố định cốc nước vào trần nhà bằng cây chổi của bạn. Này Lily, cậu giúp tớ một chút được không? Tớ cần phải lấy cây lau nhà, cậu giữ cái này dùng tớ nhé. Okay. Chào nhé, cậu cả tin quá đấy. Đợi đã. Cái gì? Cậu đang đùa tớ đấy à? Dường như Lily đang được đi tắm, thưa các quý ông và quý bà. Ôi trời, nước có vẻ lạnh nhỉ. Nếu nó không dạy cậu một bài học về việc vứt rác bừa bãi, thì còn gì nữa đây? Ôi, cậu có gì đó Haley? Không có gì làm buổi sáng tuyệt hơn một hộp bánh ngọt mới ra lò và một tách cà phê đâu. Ôi trời, cốc của tớ chẳng có gì cả. Trước khi đi đổ đầy tách, tớ phải đảm bảo không ai lấy mất một trong những món ngon của mình. Thứ này sẽ giúp cho Vicky không thể mó vào nữa. Tớ sẽ để nó ở đó và quay lại ngay. Rắc rối đến đây. Ý tớ là Vicky. Ôi, thứ gì đây? Haley nghiêm túc nghĩ rằng tớ sẽ ăn cắp hộp thức ăn của cậu ấy ư? Ồ, tớ sẽ cho cô ấy biết chơi đùa với đồ ăn thực sự là như thế nào. Thế lọ mayonnaise này không? Thứ này rất hợp với bánh ngọt phải không nhỉ? Hãy làm thôi. Đối với trò chơi khăm này, hãy mở nắp chai mayo, mù tạt hoặc bất cứ thứ gì bạn thích và hút một ít lên bằng một ống hút thực phẩm. Nhồi vào nào cô gái. Bây giờ là phần thú vị đây. Hãy lấy một trong những chiếc bánh ngọt vòng ra thật cẩn thận và nhẹ nhàng chọc đầu ống hút vào trong rồi nhồi mayo vào. Trời ơi, thứ này sẽ rất kinh dị đây. Đặt nó lại như cũ để không ai nghi ngờ gì. Làm tương tự cho cả bốn chiếc. Nhanh lên, Helen đang quay lại. Này, hãy chắc chắn rằng cậu ấy không nhìn thấy miếng sốt mayo. Ôi, thật tuyệt khi gặp cậu đấy, Haley. Được rồi, từ từ đã nào. Được rồi, đồ ăn vẫn còn nguyên ở đó. Ăn một chiếc thôi. Ui chà, cắn một miếng lớn đi. Ôi trời, tôi không thể nhìn cảnh này được. Bùm. Thay vì đường, Haley chỉ có một miệng đầy mayonnaise. Ai đó cho cô bé tội nghiệp này một ly nước được không? Lừa được cậu rồi nhé. Miệng tôi đầy mayo nên không thể la cậu ấy. Đăng clip thực hiện các động tác chống đẩy lên story Insta của bạn sẽ khiến bạn trông giống như đang cố gắng cho một cơ thể săn chắc. Vì vậy, tại sao không nâng cấp động tác này bằng cách chống đẩy một tay? Wow, trông thật sự rất ấn tượng. Thật sự quá ấn tượng. Làm cho mọi thứ dễ dàng hơn với một chiếc bập bênh được nâng lên hạ xuống bởi một người bạn. Và này, bằng cách này, họ đang thực hiện một bài tập chân đấy. Chỉ cần đảm bảo không quay phần đó vô clip mà bạn sẽ đưa lên Instagram. Bạn sẽ không muốn phá hỏng sự trầm trồ của mọi người đang dành cho mình đâu nhỉ. Wow, đừng làm vậy chứ. Không biết làm thế nào để trả đũa cô bạn thân vì đã làm hỏng chiếc áo len cô ấy mượn của bạn ư? Nói với cô ấy rằng bạn có thể làm cho đồng xu của cô ấy biến mất. Thả nó vào trong chai nước và đọc một câu thần chú. Sau đó yêu cầu cô ấy tìm nó. Một khi cô ấy đến gần, bam, bóp chai nước vào mặt cô ấy. Yeah, ăn mừng thôi. Ở hai bên. Ồ, nhìn vào đôi tình nhân kìa. Hình như họ đang tạo dáng cho một bức ảnh lãng mạn. Này anh bạn, bàn tay anh đang làm gì đấy? Wow, đó hoàn toàn chỉ là Vicky. Bạn có thể lừa bạn bè của mình bằng cách làm điều này đấy. Chỉ cần mặc một nửa cơ thể của bạn là một người và nửa còn lại là người khác. Thủ thuật này là tuyệt vời để làm cùng với một người bạn của bạn và một tấm chăn.
bắt đầu với việc một trong hai người nằm thẳng lưng trên sàn nhà. Bạn của bạn sẽ giơ chăn ra trước mặt bạn để không có ai có thể nhìn thấy bạn nữa. Sau đó, cô ấy sẽ thả chăn phủ lên người bạn. Abracadabra, alakazam và wow! Bạn lơ lửng giữa không trung, làm sao cô ấy có thể làm được nhỉ? À, bạn chỉ cần lật nhanh người lại trước khi phủ chăn lên. Rất danh mãnh đúng không nào? Chào cậu, thứ tư vui vẻ. Ew, có phải đó là một cái lưỡi? Lấy cái lưỡi ra và dính nó vào cây kẹo mút như thế này. Đến lúc biểu diễn rồi. À, lưỡi của chó. Kéo y. Sophia, kéo. Oh, đau quá đi mút. Tớ đang cố gắng đây, Vicky. À, ôi trời ơi, lưỡi của cậu. Ồ, tớ xin lỗi, trò đùa này có quá trớn không? Trò chơi khăm tiếp theo này cực đơn giản, chỉ cần một chút chuẩn bị thôi. Trên một mảnh thủy tinh, giống như cái trong khung hình này, hãy nguệch ngoạc đổ keo lên nó. Đừng lo lắng, bạn không cần phải làm hoàn hảo. Và đừng quên đổ keo vào tất cả các lỗ, bạn cần có một mảnh keo đặc đấy. Đẹp quá! Bây giờ thật chậm rãi bóc lớp keo ra khỏi bề mặt kính. Khi nó tách ra sẽ trông giống như thế này. Ôi, trông giống như một loại gel ngoài hành tinh hay gì đó. Được rồi, sau đây là phần thú vị. Trong khi bạn của bạn đang ở trong phòng tắm, hãy đặt miếng keo khô này ngay trên bàn phím máy tính của họ. Ngập màn hình lại để họ không nhìn thấy nó ngay lập tức. Bước tiếp theo rất quan trọng đấy. Hãy đặt một ly sữa cạn đáy bên cạnh máy tính để trông như chiếc máy ấy bị đổ sữa lên. Đúng rồi. Haley, con mèo của cậu đã làm đổ ly sữa này khi cậu đi vắng à? Ôi không, làm ơn cho tớ biết nó không đổ vào máy tính đi. Trời ơi, tớ phải lau cái này. Hả? Chuyện gì thế này? Đợi một chút, đây chỉ là một vũng sữa giả. Và tại sao mình cảm thấy như Vicky đứng sau chuyện này nhỉ? Này, chẳng có gì sai khi thỉnh thoảng thưởng thức một ly cocktail nhỏ. Chà, phải tầm 5 giờ rồi nhỉ? Ôi, cuối cùng cũng xong rồi. Một cô gái phải làm gì để uống một ly đây? Hôm nay thật khổ bạn tôi à? Ôi này, Haley, cậu đang tìm thế này à? Đây, chúng ta có thể chia nhau. Tuyệt quá, cảm ơn cậu. Ôi, đúng là thứ tớ cần, cảm ơn Vicky. Chỉ có điều là cậu đã uống gì đó đến từ trong miệng tớ. Chắc chắn rồi. Chưa đã, cái gì cơ? Trời ơi, tớ nghĩ mình sẽ phát bệnh mất. Ôi, quá là dễ dàng. Này Amy, cho tớ mượn cây bút dạ màu đỏ được không? Ồ, tất nhiên rồi. Amy, chuyện gì vậy? Núp ngay, cô ấy sắp hắt gì? Achiu! Của cậu đây. Hy vọng là cậu có mang theo nước rửa tay Sophia. Cây nha đam. Với trò này, hãy lấy một chiếc lá cây nha đam rồi cắt nó làm đôi. Giờ thì hãy dùng tay chà vào chất nhờn trong suốt nào. Ew, trông nhầy nhựa quá. Có vẻ như Sophia sắp đưa Amy vào một tình huống dở khóc dở cười. Hãy cùng xem nhé. Này Amy, muốn lấy bút lại không? Ew, xem đống chất nhờn kìa. Ew, đây có phải là cả tấn dỉ mũi của cậu không? Bình tĩnh nào Amy, chỉ là cây nha đam thôi. Thấy chưa, sạch bong nhé. Cho dù là thế nó vẫn kinh quá. Thật là một ngày đẹp trời. Vào những ngày này, thưởng thức đồ ăn ngoài trời với không khí trong lành là một ý tưởng tuyệt vời. Cái gì? Vừa nói xong. Ew. Này Lana, cậu cười cái gì chứ? Chuyện này không vui đâu. Ôi trời, mình vừa mua thứ này. Tại sao cậu lại cười tới chứ? Chà, có gì đó cho thế Lana sẽ không thể cười được lâu đâu. Nếu bạn cần một trò đùa đơn giản nhưng chất như nước cắt, hãy phết một ít bơ đậu phộng lên ghế như thế này nhé. Wow, trông nó giống như... Tôi có cần phải nói ra không nhỉ? Trời ơi, buồn cười quá đi mất. Lana, đợi đã. Quá muộn rồi. Chà, hôm nay vui quá, nhưng tớ phải trở lại lớp học rồi.
Ồ, tớ quên mất là người cậu dính đầy phân chim. Gặp cậu sau nhé Amy. Cười người chớ vội cười lâu, cười vẫn chưa biết về điều đó. Này Lily, có chuyện gì thế? Ui, kinh quá, cậu không tìm ra nhà tắm sao Lana? À? Cái gì? Cái gì trên mông của mình vậy? Tớ thề không như cậu nghĩ đâu, tớ không biết gì hết. Nếu đăng nó lên, tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Quá muộn rồi. Thật tuyệt vời khi bạn có thể lừa bạn bè của mình mà không có gì ngoài một tấm chăn. Khoan đã, làm sao mà cô ấy nhấc cả hai chân như thế mà không ngã? Ôi trời, cả hai chiếc giày của cô ấy đều ở một chân. Đơn giản chỉ cần dán bằng băng keo cả hai chiếc giày trên một trong hai chân của bạn. Thấy chưa? Quá dễ. Không có gì bằng một ngày chủ nhật thư giãn, không cần phải làm gì, tập yoga và treo ngược mình lên. Có muốn mọi thứ trở nên thú vị hơn một chút không? Ai cần ghế thường xuyên nữa khi bạn có thể treo ngược dễ dàng như thế này? Này cô gái, có muốn tham gia cùng tôi không? Làm sao để chống lại trọng lực được nhỉ? Hãy lật ngược mọi thứ. Đăng một clip thách thức trọng lực của bạn và tất cả mọi người sẽ vô cùng ngạc nhiên đấy. Đơn giản chỉ cần làm cho phông nền của bạn trông giống như sàn nhà bằng cách treo một tấm thảm và đặt một vài chiếc bóng. Này cô gái, bữa tiệc của chúng ta đêm qua thật là tuyệt vời, nhưng chúng ta còn rất nhiều quả bóng bay sót lại nè. Muốn làm nó nổ không? Cầm lấy cái đinh này đi. Nghe thật hồn nhiên phải không? Đơn giản chỉ cần làm nổ một quả bóng trên đầu của bạn như vậy. Một cái khác. Và một cái nữa. Ôi trời, bạn sẽ không bao giờ đoán được rằng cái thứ ba chứa đầy nước. Vâng, dù sao thì bạn cũng đã ướt nhẹp. Hãy thử trò đùa này. Trông giống như hai người bạn đang say sưa lắc lư theo một điệu nhạc nhỉ, phải không? Đợi một chút. Cái mông bên phải trông có vẻ có vấn đề. Ôi chao. Đó là phía trước của Haley đang giả vờ như đứng quay lưng lại. Để làm được điều này, chỉ cần nhét một ít vải vào trong chiếc quần jean, mặc ngược nó ra sau cùng với áo hoodie để che mặt. Ôi, có phải yoga là để thư giãn không? Tất cả những sự uốn cong và kéo giãn này là thứ sẽ mang lại điều đó. Giá như bạn được ai đó giúp đỡ. À, giờ thì được rồi. Chỉ cần thở và uốn cong. Nhẹ nhàng. Wow, nhìn vào đôi chân đi, thật đáng kinh ngạc. Đợi một chút, làm thế nào mà Vicky đột nhiên trở nên linh hoạt như vậy? Đợi một chút. Ôi không, đó không phải là chân Vicky. Đó là đôi chân của Haley.